Vâng, em Hùng rất vui được gặp lại toàn thể tất cả các bác. Và chiếc máy tất cả các bác là một chiếc đáy đến từ hãng Pioneer, mã là MV200 nha bác nha. Thì dòng đáy này thì bên em tuyển chọn cho tất cả các bác là một cái con đáy gọi là cực kỳ là đẹp và mới như là khui xốp luôn nha bác nha. Các bác nhìn nội thất của càng này. Thì ở đây thì em cũng đã tháo một bên hông ra để cho tất cả các bác coi được cái vỉ sò bên trong. Chứ nếu mà để như thế này thì các bác không thấy được sò nha, không thấy được sò với bên trong đó. Em phải tháo rời ra như thế này, tiếp sẽ lắp lại sau. Đó. Các bác nhìn này, nhìn được cái độ mới của nó chưa bác? Đấy, quá mới luôn nha, quá mới, quá đẹp. Đối với là chiếc đáy Pioneer này. Đó. Tăng phô, các bác nhìn tăng phô này, bóng loáng như này, ốc vít là còn nguyên bản bằng ươm nha. Đấy, các bác nhìn quá đẹp luôn nha các bác nha. Tụ là tụ mỗi tụ là tụ Nichicon, mỗi tụ là 15.000 mi nha các bác nha, mỗi tụ là 15.000 mi. Đó, và đây là một cái thanh phô nhỏ nữa, thanh phô đảo pha quạt nhôm đấy, còn mới tinh nha bác nha, sexy. Cho nên là vỉ sò, sò mỗi vế của nó là chạy là 10 chạy là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 con, 12 con sò. Sò này là sò sò thang có mã là 1516 và 907 nha, 516 và 907 nha đó nha. Đấy, tổng cộng là 12 con và hai vế là 24 con, kèm theo đó là 2 3 4 5 con skid, 10 con skid nữa nha đó nha. Đấy, hàng thì rất là mới, rất là đẹp luôn cho tất cả các bác để các bác xem. Và bên em thì bao nhiêu nguyên bán cho tất cả các bác nhé, hàng quá đẹp luôn các bác. Sò được bác vít là vít chân đồng hết, vít đồng hết nha, vít mạ đồng. Đó, tất cả các con vít sò đều là mạ đồng hết này. À, các bác có chất lượng đó, đều là mạ đồng hết. Con này thì chất âm nó còn gọi là cực kỳ là hay luôn các bác nha, rất là chi tiết. Để em sẽ test cho tất cả bác cùng lắng nghe. Tăng phô này mới tinh nha. Con này thì mới, độ mới nó thì khỏi phải quảng cáo luôn rồi bác nhé. Đó, nhìn vào các bác thấy được cái độ mới rồi. Ngay cả quạt này không dính một tí bụi nào luôn nha bác. Đó. Những sợi dây này, các bác nhìn dây này, nó mới tinh như thế này nha bác nhé. Quá đẹp. Bác nào chơi con này thì alo, chạm lo. Đầu tiên hiệu vào. Đường tín hiệu vào là đường xấu. Đường tín hiệu vào là đường xấu ly và Canon nha bác nha. Xấu ly và Canon đây, đường in đây. Và nó có một đường ao, ao ra đường 6 ly luôn nha. Đó, cho lên cái những cái thiết bị khác. Con này thì chế độ xích tê thì nó đánh từ 4 đến 16 ohm và chế độ mono từ 8 đến 32 ohm. Đó, đánh lên đến 32 ohm nha. Dãy chơi kháng cực kỳ rộng nha bác, từ 4 đến 32 ohm. Đó, một cái dãy chơi kháng quá là rộng luôn. Các bác ghép lò thoải mái. MV200 công suất là 520W nha. Đó, toàn là tiếng Nhật không nha bác nha. Pioneer của hãng Nhật. Ở đây thì các bác thấy được là cái tem cờ siêu thị Pioneer MV200. Hàng quá đẹp nha. Quá đẹp, quá mới, quá xuất sắc luôn nha bác. Các bác nào chơi con này thì các bác nào yêu thì alo em. Pioneer MV200. Rồi, thì em sẽ lắp vào và cũng như là test chất âm để cho tất cả các bác cùng lắng nghe nha. Đó.